Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời. Ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng đã chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người ở giữa thế gian. Và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Đó là lời Chúa. Thưa ông bà anh chị em, nếu ai đi lễ đêm hôm qua thì sẽ thấy tin mừng đêm hôm qua và ngày hôm nay cho chúng ta thấy các mục đồng đã đến Bethlehem, và các mục đồng nhìn thấy một cái khung cảnh đơn sơ. Họ gặp bà Maria, ông Giuse và hài nhi mới sinh đặt nằm ở trong máng cỏ, và các mục đồng đã tin và đã kể lại cho người ta về những gì các người mục đồng đã nghe và đã thấy, và các mục đồng ca tụng Thiên Chúa. Nhưng mà rồi có nhiều người, người ta không dễ dàng gì người ta chấp nhận hài nhi Giêsu đó là con Thiên Chúa. Cho nên tin mừng ngày hôm nay anh chị em vừa nghe, Thánh Gioan đã minh chứng rằng Đức Giêsu là ngôi lời của Thiên Chúa và là Thiên Chúa, là đấng quyền năng và là đấng tạo thành vũ trụ. Ngài chính là ánh sáng và là sự sống cho nhân loại của chúng ta. Và Ngài là đấng đã có trước từ muôn đời và nay đã trở nên người phàm và ở giữa chúng ta. Và Ngài đã đến nhà của mình, nhưng người ta không nhận ra Ngài. Quý ông bà, chị em thân mến, ngày hôm nay chúng ta mừng mầu nhiệm Giáng sinh. Không phải chỉ là chúng ta mừng kỷ niệm một biến cố đã xảy ra ở trong quá khứ, mà đây là dịp để cho chúng ta làm cho mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người và ơn cứu chuộc của Thiên Chúa thực sự được sống động và sinh hoa kết trái ở trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Bởi vì ơn cứu độ của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu, hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ hôm nay đem đến cho chúng ta, không phải chỉ một lần vào đêm ngày Giáng sinh cách đây tính theo niên lịch 2021 năm, và cũng không phải chỉ là lời hứa suông cho cuộc sống mai sau, mà chúng ta phải ý thức được ân cứu độ của Thiên Chúa, sức sống mà nơi hài nhi Giêsu đem lại cho chúng ta. Ân cứu độ Chúa đem lại cho chúng ta là được trao ban cho chúng ta ngay ngày hôm nay và ngay giờ phút này, thưa anh chị em. Cho nên khi chúng ta cử hành mầu nhiệm Giáng sinh, nếu chỉ là năm nào cũng như năm đó, đèn sao nhấp nháy, rồi những cái thứ
ở phía bên ngoài chúng ta trang bị trang phục, rồi những bữa tiệc tùng. Hay là thậm chí, tôi xin lỗi, tôi nói ở đây không biết có đụng chạm anh chị em nào, tha lỗi cho tôi. Chúng ta đến với Chúa mà nhiều khi cái tâm mình không có. Đến với Chúa hài đồng nhưng mà ở trên này còn trống. Các ông phục vụ mời khang cả cổ chẳng chịu lên. Và chính tôi mời cũng coi tôi như là sỏi đá, cũng chẳng chịu lên. Thì nếu như vậy thì Chúa hài đồng có vui không? Anh chị em đến với Chúa hài đồng hay là đến với tôi? Cái tâm chúng ta có không? Không thực sự. Cho nên cái mầu nhiệm Giáng sinh phải thực sự là cái niềm vui mừng. Nó không chỉ cho mọi người mà chính Chúa đem ân cứu độ cho mỗi người chúng ta. Anh chị em ý thức điều đó. Cho chúng ta trước, chúng ta có đón nhận, chúng ta có hân hoan, thì chúng ta mới rao truyền cho anh chị em của chúng ta được. Thưa anh chị em thân mến, tại vì cái niềm vui nó không chỉ là bên ngoài, nó bắt nguồn từ trong chính tâm hồn của chúng ta, thưa anh chị em. Còn cái niềm vui bên ngoài, tôi nói thật với anh chị em thoáng qua thôi, chúng ta có thể tạo ra cái niềm vui dễ lắm. Bày cái bàn ra chừng 2-3 ông, mấy lon bia, miếng mồi, nhậu được thì vui rồi. Nhưng mà rồi sau đó là cái gì? Cái tâm tình mà Chúa hài đồng đến với chúng ta, nó có hay không? Chúa hài đồng có hiện diện với chúng ta, có thực sự ở trong chúng ta hay không? Nó mới là quan trọng. Thưa anh chị em, để rồi chúng ta thấy, chúng ta vui vì chúng ta biết rằng chính mình được Chúa yêu thương, được Chúa cứu độ. Và chúng ta vui bởi vì chúng ta biết được rằng Chúa không bỏ rơi chúng ta. Bởi vì con người chúng ta yếu đuối, tội lỗi, thấp hèn, nhưng đáng lẽ chúng ta phải chết mà Chúa không để cho chúng ta chết. Chúa không để cho chúng ta phải chết mà Chúa đến để cho chúng ta được sống. Thưa anh chị em, Chúa không có để cho chúng ta ngày nào cũng cứ u mê trong tối tâm lầm lạc của tội lỗi, của sự dữ, mà Chúa đến đem ánh sáng, ngôi lời là ánh sáng. Chúa đẩy lùi bóng tối đi, đẩy trừ những thói hư tật xấu, tội lỗi, để mà cho chúng ta được hưởng niềm vui, ngôi lời là ánh sáng, hưởng ánh sáng thật sự. Cho nên cái niềm vui nó chỉ thật sự nó có khi nào chúng ta thấy trong tâm hồn mình đón nhận được Chúa, đón nhận được Hài Nhi Giê-xu. Và chỉ có Thiên Chúa mới làm cho cuộc đời của mỗi người chúng ta nên có ý nghĩa. Thiên Chúa làm người để cho chúng ta được làm con Thiên Chúa. Và rồi ngày hôm nay thưa anh chị em, cứ theo như hàng năm, nếu chúng ta không ý thức, chúng ta cứ thấy cứ tới Noel mình làm cây thông, mình làm hang đá đó, mình trang bị các thứ. Nhưng mà rồi chúng ta, quan trọng chúng ta có để ý đến cái đấng mà đang nằm trong hang đá hay không? Đó mới là cái quan trọng để chúng ta chú ý. Và đấng đó đã đến cách đây 2021 năm rồi. Cái quan trọng là chúng ta đón nhận Hài Nhi như thế nào. Chúng ta có mau mắn như các mục đồng để mà đến, để mà thờ lại Hài Nhi Giê-xu, để chúng ta cảm nếm được, chúng ta biết mình hạnh phúc vì được Thiên Chúa yêu thương, và Chúa đã trao ban chính con một của Ngài, đó là Hài Nhi Giê-xu đến cho chúng ta. Để rồi mỗi ngày cái niềm vui của Giáng sinh nó không chỉ là ngày hôm nay mà thôi, mà là mỗi ngày Hài Nhi Giê-xu sẵn sàng đến với chúng ta. Quan trọng chúng ta có đón nhận hay không. Chúng ta
có để cho hài nhi Giê-xu đến với mình qua bí tích thánh thể mà chúng ta sắp sửa cử hành. Đó. Chính hài nhi Giê-xu. Cho nên chúng ta được mời gọi để siêng năng tham dự thánh lễ, rước lễ. Chúng ta rước hài nhi Giê-xu ngày hôm nay chúng ta mừng đón, thưa anh chị em. Và hài nhi Giê-xu trao ban cho chúng ta sự sống đời đời. À, sự sống đời đời. Chứ không chỉ là chúng ta rước lấy rồi chúng ta đi về, rồi ngày nào nó cũng như ngày đó. Mà mỗi lần chúng ta rước lấy hài nhi Giê-xu là tăng thêm sức mạnh, tăng thêm động lực cho chúng ta, tăng thêm niềm tin cho chúng ta. Đó. Và Ngài trao ban cho chúng ta chính sự sống thần linh của Ngài, để chúng ta sống mỗi ngày tốt hơn hôm nay, và bảo đảm cho hạnh phúc và sự sống đời đời của chúng ta mai sau. Xin cho mỗi người chúng ta luôn xác tín rằng hài nhi Giê-xu mà hôm nay chúng ta mừng kính, đó chính là Ngài Con một của Thiên Chúa, ngôi hai Thiên Chúa, đến vì chúng ta và để cứu độ chúng ta. Amen. Mời anh chị em đứng, chúng ta